không chưa? Đi lên. Cũng như thích đi chú mà. Chị lên phòng chị nghỉ ngơi đi. Đừng có xuống đi quậy gì đâu, đi thôi nha. Nhắn xe đi ra, có ba năm nay. Chị ơi, em đi chơi tốt em chị. Đi theo em chết chung như vậy. Hụn gì biết ra đi. Chó đó. Tao chửi mày là chó. Mày thua là chó. Anh tao chửi mày chứ sao. Đánh tụi mày. Anh yêu ơi, xong rồi anh ơi. Con người mày khốn nạn như mọi người phải chứ. Anh ơi. Thôi thôi thôi. Đi đâu đây? Đi về đây. Tao không tốn nước bọt chứ mà. Em đi ra ngoài à. Mày anh đi đâu vậy? Vậy mà anh đi đốt khói gì đó.
chị cho mời. Mày chửi gì em yêu tao? Nhìn ba nó chứ nó có ai là cho. Còn mày đéo bao giờ được sống với anh đâu. Chỉ có chó mới chơi chung với nhau thôi. Tụi mày cũng sẽ gặp lỗi chó tụi mày á. Chữ ghê quá. Nó chỉ tệ với chị em. Ui, bánh mì. Qua vậy có đói không? Nhiều năm qua ta sống như một kẻ ngông cuồng. Vấp ngã cuồn lấy ta. Màn đêm đã buông xuống xa đỏ vệt chưa dài. Bạn nó vây lấy ta. Năm mười năm buôn ba bạn bè phê pha tiếng nói tiếng hét anh em nghe tình. Để ra thư huynh mình ngọt ta tình bởi lẽ ta không tin rằng. Bèo trên em sẽ bỏ ta. Xa thời chẳng chẳng hoa. Đi xin ba với bạn bè nữa. Trời anh cho em đi năn nỉ luôn. Tao không ngờ mày là con người như vậy luôn đó bà. Không ngờ sao, tao sao mày vậy quá. Sao là sao? Tao lại nào mày nói đó đó. Vậy chứ sao? Sao là sao? Hảo K7. Cảm ơn. Sao lại 7 đi theo trai phản bội cho em. Được rồi. Nó sợ nó đáo quá, nó phun nước miếng ghê quá. Mày cũng dính mồm mua, mồm mua mấy chút mồm của nó vậy hả? Hả? Trời ơi, đi về. Biết thì nói người khác, trong khi con người của mình rắn độc. Rắn độc sao bằng tụi bay? Con nhăn là bồ mày, chứ phải là bồ mày mà mày cướp nó. Mày cũng đâu cướp gì, nó đéo cái bồ tao, đến hỏng đi. Bây giờ bò hay không thì nó cũng... Thương. Con ngày cũng... nó bắt mày đi cái đồ đó đó vậy. Có không vợ? Trời ơi, anh thương cưng mà, cưng nói gì vậy? Cái thằng nghẹn đó, nhưng mà mày đi thương á. Mày nhìn hai đứa này mày chưa đủ sáng mắt hả? Hả? Sao mày vẫn mê muội vậy? Mày bị điên rồi hay gì? Nó chỉ đối xử với... Nó chỉ đối xử vậy gì kêu cha cái ngay mình để thôi chứ không mày làm gái á, nó đi, nó kêu mày đi làm gái á, tới hồi mà mày dính bẫy của nó, mày hối hận không kịp đâu vậy. Mày bị điên rồi. Ở nhà không ai bỏ mày, mày không chịu ở nhà. Mày đi giác xác theo cái thằng này. Rồi sao anh chịu đi đâu, ba bốn chục triệu của anh mất hết rồi. Bây giờ nó lên nó cứu thằng Ken kìa. Anh mới bắt nó lại thôi, tối nay tiện ba đứa đi luôn. Quăng nó từ trên lầu quăng xuống cho nó gãy giò, nghỉ đi. Ok. Nuôi ông tay áo mà. Nếu mà quăng mà đến đi chịu nhận một đứa để què là anh quăng rồi. Thằng quá có ôm như mày. Rồi bắt cái thằng đó không chi vậy? Thì nó cũng tiếp khách được mà em. Tiếp ông nội mày á. Tao tiếp con mấy tụi mày á. Tao tiếp tụi mày xuống hố. Quýnh nó đây, quýnh nó đây. Tao mà thoát ra khỏi đây, tao tiếp tụi mày xuống hố. Dạ, chừng nào anh thoát ra được rồi anh hả lên chậu anh nói. Má mày. Dạ. Em hỏi chị là chị có đâu? Ui dơ. Trời ơi anh ơi, đừng quýnh nó. Xích vô. Bớt đụng tới em yêu tao đi. Vô đi. Mày nhắm giết tao được thì giết không đi. Thôi không giết được, cũng phải bán kiếm tiền. Còn phải kiếm 600 triệu nữa chứ. Ngày nào tao còn sống á, tụi mày đéo yên ổn với tao đâu. Chừng nào còn chết thì mày có lại mày với tao. Ơi em. Nô đánh đi đeo. Chơi lọc mày cẩn thận mày lon chữ lầu á. Quả báo đi. Nhanh nó này hả? Đứng này góp chứ hả? Ừ. Nó bị gì? Nó bị gì? Nó bị lại gan làm nó bẻ tròn vậy rồi tao mất hết thời gian. Thì nói được mày lên mày bẻ. Đúng rồi. Nè. Mày bẻ đi. Mày móc mắt đi. Tao bị trói rồi này. Tao bị trói cho này. Bây giờ mày muốn làm gì tao mày làm đi. Thôi tao còn phải bán cho mày nữa chứ. Chị vậy nói chi? Mày bán tao được thì mày nói chi mày bẻ hỏng tao chi? Mày móc mắt tao đi. Tao hù thôi, hù thôi. Mày nói được mày làm được mày đừng có hù. Thử coi tối nay tụi bay còn mạnh miệng giống gì nữa không? Này bây giờ mày mạnh miệng thì mày làm liền đi, mày mạnh miệng mày làm liền đi. Tao thách mày liền. Tao thách mày đó. Tao miệng lên đi. Tao tao nâng cho mày làm gì đâu. Mày đánh tao đi. Mày ngông không? Mày ngông không? Tao ngông á. Mày trả một cái là tao quýnh thằng này một cái. Mày thử mày đánh đi. Đó. Mày đánh thì có tiền mà xài mất 100 triệu với con. Tao luôn đi nè. Cầm viên gạch kìa. Không, tao quýnh chết tụi bay rồi. Tiền đâu tao xài, 600 triệu đâu tao xài. Thôi em. Hay bây giờ mình đi làm từ thiện 200 triệu mình quăng một đứa xuống cho đỡ ghét. Không nha, không được. 200 triệu đó có thể em mua được một căn nhà. Chứ chứ cãi. Cãi tát nó cho đỡ cãi. Cắt họng bẻ gãy đầu chứ sao. Nhìn chán thì chứ. Chán thì biến đi. Làm gì biến mất 600 triệu sao? Ngu bò. Thì tiền sạch nó 2 tiền với cái thẻ sạch nó
Bạn đâu miễn là có tiền xài là được, sạch hay dơ là miễn là có tiền xài là được. Bạn đâu nghĩ là tối nay Daddy không có nhận mày đâu. Nếu mà không nhận mày tao thả từ đây, thả xuống luôn. Thả liền đi, thả liền đi. Khoan, để cho Daddy lượt lại mày đã. Phải nhờ nó cũng Daddy dài. Hay là ông nội mày, ông ngoại mày lên đây kiếm. Nhờ nó cũng dài mà nó đen, nó xấu ai cần. Ui, anh nói gì em nhờ ta. Suốt ngày nó mấy thằng bà mà lên tiếng. Đâu anh dịnh vô cái này của em. Đó, đây đây người ta dịnh vô, người ta mới gọi là bám mấy đàn bà, còn nó không phải nha. Thì bám với hắn tao. Con công nó hoài luôn, sáng giờ nó câu hoài. Miễn là kiếm ra tiền thôi, kiếm ra tiền. Mua cái gì thì mua, miễn là có tiền được thôi. Sự kiên kết cục thôi, mày đi làm đi thôi. Một ngày nào đó thì nó hết tiền xài nó cũng đưa mày ra đứng đường thôi. Có à. Mày ngu thì mày ngu vừa phải, trên đời này hết con trai rồi gì hả? Mày không có ai thì mày quen đi gì? Hả? Xin lỗi, mày không có nghe đạo lý. Mày thêm khách thì thế à? Có tin tao bẻ cho lỗi chân mày lên. Không, không được, không được. Mày bẻ đi. Bẻ một cái là mất 200 triệu, không được. Thôi, tụi mày ngồi, tụi mày chết rồi. Thôi, bớt mạnh miệng, cái qua thì bảo ăn gì chưa. Lấy bánh mì ở trên đó cho nó ăn đi. Ủa mày đéo cho bánh đồ ăn được tụi mày. Phải không ăn, nhét cho mày ăn. Đúng khốn á. Cảm ơn đã khen khốn nạn, cảm ơn gì tất cả, cảm ơn gì đó. Đồ ăn ngon quá thì mình tự đớp đi. Bánh mì xào đắt hả? Mày tự đớp nhau luôn đi. Chơi quá vậy. Yeah. Đúng là người yêu của ta. Ủa sao không em? Không. Mẹ. Thôi thôi, quýnh nó là mất tiền. Nhịn hoài sao được? Đạt không mà nhịn nghỉ thì chơi năm tới đi. Không thích nhịn thì năm tới. Chơi với tao nè. Mày chơi gì bị chói, mày chơi mày cái gì? Mày thả tao ra, tao chơi với mày luôn. Nói tiếp đi. Tao nói cũng đâu có lọt cái tay này. Bị chói ngồi chỗ không lọt rồi, nói đi. Mày đi nói chuyện với thằng bồ mày đi. Tao đang nói, đứng mày nói, đang nói với mày. Đi về đi, đi. Cái mắt gì mày ngồi mày cãi tao hoài vậy? Ở nhà, ở nhà nó sửa tẩy với mày lắm hay gì? Không mày cần sự... mày cần có thiếu hơi chai vậy không? Tiền chi tốn mà nghe biết tin này giết mày chết. Giết thôi, giết chạy chứ biết sao. Mày chỉ biết núp sau lưng người ta thôi. Núp sau lưng ai nói tao nghe. Núp sau lưng đó, ai? Núp sau lưng thằng Vinh đó nè. Gì hả, gì hả? Chỉ biết ngồi không mà thủng tiền thôi. Chứ ngồi không làm gì. Tiền mà. Cái đầu của mày á. Đầu có gì trong đầu có não. Hết văn để chữa, hết văn để chữa. Núp sau lưng thằng khó lách áo ôm. Tao có văn tao cũng không cắt không mày. Tao cũng biết tự tay kiếm tiền chứ không có như mày. Cái ghê vậy? Cái ghê, nói cái ghê. Rồi chưa đủ chưa? Thôi. Ê, mày em... gọi ra chưa? Thôi. Chưa đủ chưa? Thôi, bớt ngấu. Thôi em đi về đi. Để đây anh canh nữa cho. Nhớ để canh nó chạy một bữa đi rồi. Thôi biết mà, 600 triệu à. 600 triệu không để mất ngày nào. Ok em yêu. Em về cẩn thận nha. Bớt á. Làm sao không mày? Mày canh chưa? Nhớ nè, ra đường xe luôn á. Cảm ơn đã chù nha. Lo em đi, tối nay để cho để đi khách nha. Chứ đừng ngấm họng lên. Em ơi. Chửi gì chửi ghê nè. Trời. Tụi mày thích nhau không? Tụi mày thích nhau không? Để nó đánh tao đi nè. Để nó đánh tao. Mày còn biết tiền hả? Biết tới đồng tiền hả? Sao mà để nó giết tao chết đi. Tao không vì 200 triệu á, tao giết tụi mày lâu rồi. Mày còn biết tiền hả? Tiền là mờ con mắt mày rồi. Có chọc cái mày nóng nè, mày đánh tao đi. Mày chẳng bị có xài được cái số tiền đó không? Tại sao lại không xài được? Mày thấy ở đây, tao qua Dũng 18 tuổi chưa? Chắc là pháp luật Việt Nam để cho mày yên. Pháp luật? Pháp luật là gì? Ủa, nếu nó ngu sao biết pháp luật chưa, à? Chưa có nghe pháp luật là gì hết á. Mày chơi đó. Mày điên rồi. Thất học mà làm gì biết. Mày chơi đồ giết mày điên rồi. Mày trong không còn lý trí nữa rồi. Mày còn không biết luật.